quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin châu Á của bản tin sáng ngày hôm nay thứ Sáu 21 tháng 4. Chiến thắng tại cuộc bầu cử ở Jakarta, Indonesia lần này thuộc về ứng cử viên người đảo hồi, nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Indonesia. Chiến thắng này được coi là một minh chứng về lòng khoan dung trong đảo hồi của người dân Indonesia. Ông Anies Baswedan giành chiến thắng với 58% số phiếu bầu. Trong một đợt bỏ phiếu không chính thức trước đó, ứng viên Anies Baswedan đã giành được 100% phiếu bầu. Cuộc bầu cử tại thủ đô Jakarta lần này sẽ là một thước đo đối với cuộc bầu cử tổng thống Indonesia vào năm 2019. Ứng viên Baswedan nhận được sự hậu thuẫn từ tướng Prabowo Subianto đã về hưu. Trong khi đó, ứng viên đối lập Bernama lại được đảng cầm quyền của tổng thống Joko Widodo hậu thuẫn. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả chính thức vào đầu tháng 5 tới đây và Baswedan sẽ chính thức nhậm chức thị trưởng của Jakarta vào tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị, mới đây thì ít nhất 44 người thiệt mạng trong một tai nạn xe buýt ở bang Himachal Pradesh của miền Bắc Ấn Độ khi đang đi trên một con đường trên núi. Hôm qua, ít nhất 44 người thiệt mạng trong một tai nạn xe buýt ở bang Himachal Pradesh miền Bắc Ấn Độ khi đang đi trên một con đường trên núi. Xe buýt đã lao khỏi đường và rơi xuống một con sông từ khoảng cách hơn 70 mét. Chỉ có 2 người sống sót trên tổng số 46 người trên xe, gồm người soát vé và một hành khách may mắn nhảy khỏi xe khi tai nạn xảy ra, theo quan chức địa phương. Tai nạn giao thông chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ vì các tiêu chuẩn lái xe cũng như đường xá và xe cộ đều kém. Tuy nhiên, vụ tai nạn hôm qua là không bình thường vì số thương vong quá lớn. Theo số liệu của chính phủ, Ấn Độ là nơi có nhiều con đường gây chết người nhiều nhất thế giới, với khoảng 150.000 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2015. Những cánh đồng gió tại Philippines không chỉ giúp tạo ra điện năng mà còn đóng góp vào ngành du lịch của nước này. Các hãng lữ hành đang tổ chức các tour tham quan cánh đồng gió để giúp nâng cao nhận thức của du khách về năng lượng tái tạo. Mỗi năm, cánh đồng gió tại thị trấn Bilila, tỉnh Rizal, Philippines đón hơn 300.000 khách du lịch. Cánh đồng gió rộng 450 hectare này thu hút khách du lịch bởi cảnh quan thoáng đãng và những cột tua bin gió khổng lồ. Công trình này có tổng cộng 27 tua bin, hoàn thành vào tháng 6 năm 2015 và chính thức mở cửa đón du khách từ tháng 6 năm 2016. Chính phủ Philippines đang thúc đẩy phát triển những tour du lịch như thế này để nâng cao ý thức của du khách. Đây là một cách để nâng cao nhận thức của du khách, để họ thấy thực tế ngành năng lượng tái tạo ở Philippines. Thứ hai, chúng tôi cũng muốn họ thấy cánh đồng gió này đẹp như thế nào. Đây là một chuyến đi rất bổ ích để chúng tôi có thể thấy vẻ đẹp của Philippines, chứ không chỉ có khói bụi và rác. Ở đây không khí rất trong lành và người dân được hưởng lợi từ ngành công nghiệp điện gió. Cánh đồng gió này thuộc sở hữu của công ty phát triển điện gió Alternergy. Sản lượng toàn cánh đồng vào khoảng 150 triệu kWh mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho 66.000 hộ gia đình. Chúng ta đều biết than và dầu thô là những ngành công nghiệp có hại cho môi trường và làm biến đổi khí hậu. Do vậy, chúng tôi muốn làm giảm phát thải khí carbon ra khí quyển. Đó là lý do chúng tôi đầu tư vào ngành điện gió. Đây là ngành năng lượng sạch. Bằng cách mở các tour du lịch kiểu này, Philippines không chỉ tạo thêm doanh thu cho ngành du lịch mà còn giúp người dân hiểu nhiều về điện gió hơn. Ngoài ra, đây cũng là cách để phát triển doanh thu cho các ngành dịch vụ hỗ trợ ở địa phương, chẳng hạn như ngành sản xuất quà lưu niệm. Hoạt động kinh tế tại thị trấn này đã bùng nổ trong một năm qua, với hơn 80 cửa hàng bán hàng lưu niệm dọc đường ra vào cánh đồng gió. Một khảo sát của Bộ Năng lượng Philippines công bố năm 2015 ghi nhận gần một nửa sản lượng điện năng của Philippines đến từ nhiệt điện than và chỉ có 1% điện năng đến từ điện gió. Thưa quý vị, chính phủ Úc tuyên bố là sẽ nâng tiêu chuẩn cấp quốc tịch cho người nhập cư trong xu thế chống nhập cư đang lên cao tại nước này. Hôm qua, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết Úc dự tính sẽ nâng tiêu chuẩn cấp quốc tịch bằng cách kéo dài thời hạn chờ đợi và thêm một bài kiểm tra hiểu biết về những giá trị Úc, cũng như nâng cao yêu cầu đối với trình độ tiếng Anh trong một động thái nhằm siết chặt nhập cư. Động thái này được đưa ra trong tuần lễ mà Thủ tướng Úc tuyên bố bãi bỏ chính sách visa là việc tạm thời được người nước ngoài ưa chuộng và thay thế bằng một chính sách cứng rắn hơn trong nỗ lực đặt nước Úc lên trước tiên. Nước Úc gần đây chứng kiến sự nổi lên của xu hướng chính trị chống nhập cư và chủ nghĩa dân tộc, với việc các đảng cực hữu như Đảng Một Dân Tộc giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng, trong khi chính phủ trung hữu đang cầm quyền của Thủ tướng Turnbull đang mất dần sự ưa chuộng. Những tiêu chuẩn mới để được cấp quốc tịch sẽ được nghị viện thông qua với sự ủng hộ của các nghị sĩ cánh tả. Ông Turnbull cũng cho biết với bài kiểm tra mới này thì tiếng Anh cơ bản sẽ là chưa đủ để giúp một người trở thành công dân Úc. Những người xin quốc tịch cần ít nhất là 6.0 điểm thi IELTS và phải thường trú ở Úc 4 năm mới đủ điều kiện xin quốc tịch. Thưa quý vị, hôm qua thì các công tố viên Indonesia đã đề nghị mức án 1 năm tù giam đối với thị trưởng Jakarta với cáo buộc là ông này đã phỉ báng đạo hồi. Ông Basuki Jahaja Bernama năm nay 50 tuổi là thị trưởng đầu tiên theo đạo Thiên Chúa của Jakarta, Indonesia. Ông từng bị cáo buộc phỉ báng kinh Koran trong lúc còn tại vị. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ lớn tại quốc gia có nhiều người theo đạo hồi nhất trên thế giới. Sau nhiều phiên điều trần, công tố viên Indonesia đã quyết định khởi kiện và kêu án 1 năm tù giam. Trước đó, đã có nhiều cuộc biểu tình do các nhóm tôn giáo theo đạo hồi tổ chức đòi cách chức thị trưởng đối với ông Bernama. Mức án sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần tới. Thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục đến với phần tin trong nước trong phần tiếp theo.
siết chặt việc cấp chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cá da trơn xuất khẩu vào Mỹ. Cơn sốt đất nền giá rẻ ở vùng ven.